Trên thế giới, tập đoàn Wagner trở lại, thủ lĩnh là con trai ông Prigozhin. Israel bao vây thành phố lớn nhất dải Gaza. Hamas tích trữ nhiên liệu, từ chối chia sẻ với người dân. Bangladesh, công nhân may biểu tình, đòi tăng lương gấp 3, hàng trăm nhà máy đóng cửa. Trung Quốc, cô gái đòi đồng nghiệp cũ trả lại tiền mừng cưới gây tranh cãi. Tại Việt Nam, 350.000 người Việt sống chung với ung thư mỗi năm. Hà Nội không nhất thiết đưa học sinh đi trải nghiệm nơi xa. Không sạc xe điện qua đêm ở chung cư mini. Tạm giữ nữ thầy cúng lừa cắt vía đổi cung chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Việt Nam sắp có thêm đường bay thẳng đến Mông Cổ. Hi ơi, xin kính chào quý vị. Rất vui được tiếp tục gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay ngày 3 tháng 11 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là tin tức, tập đoàn Wagner trở lại do con trai ông Prigozhin lãnh đạo. Tờ Business Insider dẫn nguồn của hai cơ quan truyền thông Nga đưa tin rằng nhóm lính đánh thuê Wagner tại Nga đang bắt đầu tuyển dụng lại 3 tháng sau khi mà ông Yevgeny Prigozhin qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Người lãnh đạo tập đoàn là con trai của ông Prigozhin, tên Pavel Prigozhin, 25 tuổi và hiện là người thừa kế phần lớn tài sản của nhà tài phiệt. Trong bài đăng có tiêu đề "Chúng tôi đang quay trở lại", Wagner cho biết những người muốn ký hợp đồng ngoài giấy tờ tùy thân còn phải cung cấp các tài liệu cho thấy họ không có tiền án, tiền sự hoặc tiền sử lạm dụng ma túy. Điều này trái ngược với việc Wagner thuê tù nhân Nga để tăng viện cho quân đội của họ ở Ukraine trước kia. Tuy nhiên, theo các tài khoản, thì việc tuyển dụng đã bị đình chỉ vào tối và hôm ngày 11 tháng 11 mà không nêu rõ lý do. Theo như truyền thông Nga, Wagner sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là một sư đoàn của lực lượng vệ binh nước này. Israel bao vây thành phố lớn nhất dải Gaza. Vào hôm ngày 2 tháng 11, quân đội Israel cho biết họ đang bao vây hoàn toàn Gaza City, thành phố lớn nhất dải Gaza và chưa cân nhắc về một lệnh ngừng bắn. Gaza City đã trở thành tâm điểm tấn công từ cuối tuần trước. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF đã tăng cường không kích, điều binh sĩ, xe tăng vào khu vực này nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hamas tại đây. Tuy nhiên, IDF cũng đã gặp phải mìn và bẫy trong thành phố do Hamas bố trí. Người dân cho biết Hamas và các đồng minh của lực lượng này đã xuất hiện để tấn công xe tăng Israel, sau đó biến mất dưới mạng lưới đường hầm ở dải Gaza. Từ ngày 27 tháng 10, Israel đã thông báo đã mất 18 binh sĩ. Tuy nhiên, Hamas cho rằng thương vong của Tel Aviv ở Gaza cao hơn nhiều so với những gì được công bố. Và hiện tại, tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng. Cơ quan y tế khu vực cho biết là hơn 9.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi mà cuộc xung đột giữa hai phía bắt đầu vào hôm ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, theo CNBC đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây cho hay Hamas đã từ chối chia sẻ nhiên liệu của mình với các bệnh viện ở Gaza. Ông Blinken nói với Ủy ban Thẩm định Thượng viện rằng Hamas có kho dự trữ nhiên liệu riêng, nếu họ quan tâm một chút đến người dân Gaza, họ sẽ sử dụng nhiên liệu đó để giúp các bệnh viện có thể vận hành lồng ấp, duy trì hoạt động, v.v. Nhưng tất nhiên là không. Các quan chức quân sự Israel ước tính Hamas có 200.000 gallon tương đương với hơn 750.000 lít dầu diesel trong kho dùng để vận hành hệ thống đường hầm ngầm khổng lồ bên dưới Gaza. Quân đội Israel vào hôm ngày 1 tháng 11 công bố thông tin chặn cuộc gọi giữa người mà họ cho là chỉ huy một tiểu đoàn của Hamas, một cư dân Gaza và giám đốc bệnh viện Indonesia ở phía bắc Gaza. Trong cuộc gọi, thì người chỉ huy cho biết Hamas đang lấy nhiên liệu từ kho dự trữ của bệnh viện. Israel cũng tuyên bố cắt nguồn cung cấp nhiên liệu cho Gaza từ hôm ngày 9 tháng 10 và kể từ đó tới nay, hơn 200 xe tải chở thực phẩm, nước uống, thuốc men và thiết bị y tế đã đi từ Ai Cập đến khu vực này. Tuy nhiên, thì lượng hàng cứu trợ này vẫn là quá ít ỏi so với nhu cầu của 2,3 triệu người dân Gaza. Hãng tin AP ngày 2 tháng 11 dẫn lời cảnh sát Bangladesh cho biết hàng trăm nhà máy may mặc ở nước này đang phải đóng cửa do hàng nghìn công nhân ngừng làm việc và biểu tình. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tuần qua và phía công nhân yêu cầu tăng lương gần gấp 3 lần. Trong khi đó, đại diện cho các chủ nhà máy chỉ đề xuất tăng lương 25%.
Ông Sawar Alam, cảnh sát trưởng thành phố Ghazipur, miền nam của Bangladesh cho hay, hơn 250 nhà máy may mặc đã phải đóng cửa do các hoạt động biểu tình và có tới 50 nhà máy bị cướp bóc và phá hoại, trong đó có 4 hoặc 5 nhà máy đã bị đốt cháy. Theo AP, ngành may mặc chiếm khoảng 85% trong tổng giá trị xuất khẩu hàng năm của Bangladesh, cung cấp cho các thương hiệu thời trang lớn của phương Tây như là Adidas, Gap hay là H&M. Quốc gia Nam Á này có tới 4 triệu công nhân làm trong ngành may mặc, phần lớn là phụ nữ đang sống trong điều kiện vô cùng khó khăn với mức lương hàng tháng khởi điểm là 8.300 taka, tương đương là 1,8 triệu đồng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao. Tại Trung Quốc, cô gái đòi đồng nghiệp cũ trả lại tiền mừng cưới gây tranh cãi. Tờ SCMP vào hôm ngày 2 tháng 11 đưa tin một cô gái họ Hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên mới đây đã bị cư dân mạng chỉ trích sau khi mà kiên quyết yêu cầu đồng nghiệp cũ trả lại khoản tiền mừng cưới. Sự việc bắt nguồn từ hôm ngày 22 tháng 10, cô Hoàng đã gửi thiệp báo hỉ điện tử qua ứng dụng WeChat cho một nam đồng nghiệp cũ. Tuy nhiên, sau đó người này đã không đến dự đám cưới của cô và cũng không gửi tiền mừng. Cô Hoàng cho hay, lúc anh ấy lấy vợ, tôi đã mừng cưới nên giờ tôi phải mời anh ấy đến dự đám cưới của mình. Người đàn ông nói rằng anh không đến dự đám cưới vì nghĩ thiệp mời là giả, nhưng cô Hoàng không chấp nhận lời giải thích và cho rằng anh nên trả lại tiền mừng cưới. Mọi chuyện đều có đi có lại, anh có thể không đến dự đám cưới nhưng tiền mừng vẫn nên gửi. Tuy nhiên thì nam đồng nghiệp vẫn không trả lại số tiền này và khi câu chuyện được đăng trên mạng xã hội đã thu hút 210.000 lượt xem và gần 5.000 bình luận. Tuy nhiên, hầu hết người dùng mạng xã hội cho rằng cô Hoàng đã thiếu tôn trọng người khác. Một người bình luận rằng việc đòi lại tiền mừng cưới thực sự đã biến lòng tự trọng của cô ấy thành cát bụi. Và một ý kiến khác thì cho hay mừng cưới bằng tiền là để chúc phúc cho người khác, việc chúc phúc liệu có cần phải đòi lại hay không? Và còn quý vị có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi ở phần bình luận video quý vị nhé! Và để tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tin tức tại Việt Nam. Hôm qua ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Bình, Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, theo thống kê mới nhất của Global Can, Việt Nam ở vị trí thứ 90 trên 185 quốc gia về tỷ lệ mắc mới ung thư, tăng 9 bậc so với năm 2018. Về tỷ lệ tử vong, Việt Nam tăng 6 bậc, xếp thứ 50 trên 185 và ước tính mỗi năm Việt Nam sẽ ghi nhận khoảng 350.000 người đang sống chung với ung thư và trong đó hơn 182.000 ca mới và hơn 122.000 ca tử vong. Phó giáo sư Bình cho hay, bệnh nhân ung thư ngày càng tăng và trẻ hóa, nhiều trường hợp phát hiện ở giai đoạn muộn khiến tỷ lệ tử vong cao. Phó giám đốc Bệnh viện K cho rằng nên tầm soát bệnh sớm, đặc biệt là những người trên 40 tuổi có tiền sử gia đình mắc ung thư. Trên thế giới hiện ghi nhận hơn 200 loại ung thư, trong đó 5 loại thường gặp và để lại gánh nặng là ung thư phổi, ung thư vú, dạ dày, đại trực tràng và ung thư gan. Vì vậy, cần tập trung sàng lọc, phát hiện sớm và phòng 5 bệnh này trước, sau đó đến các loại ung thư khác. Hà Nội không nhất thiết đưa học sinh đi trải nghiệm nơi xa. Tại cuộc họp chiều ngày 2 tháng 11, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, chương trình giáo dục phổ thông đã bao gồm các hoạt động trải nghiệm, tham quan địa phương. Dù với mỗi chuyến trải nghiệm, các trường đều phải lên kế hoạch chờ các cấp quản lý chấp thuận, nhưng do quãng đường di chuyển xa và khó quản lý học sinh sẽ tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn giao thông. Trong khi đó, với hơn 5.900 di tích, chiếm tới 1/10 tổng số di tích của Việt Nam, Hà Nội không thiếu di tích cho học sinh trải nghiệm. Hơn nữa, di tích ở thủ đô mang đậm dấu ấn lịch sử ngàn năm văn hiến như là Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Gióng, Thành Cổ Sơn Tây, nên việc đưa học sinh đi xa là không nhất thiết. Trước đó, sau sự việc, một học sinh và phụ huynh lớp 6 Hà Nội tử vong khi đi tham quan tại Nam Định hồi tháng 5, thì một số trường đã hủy kế hoạch trải nghiệm vốn thường diễn ra vào dịp kết thúc năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường không tổ chức các hoạt động dã ngoại tự phát, thực hiện quy định về tổ chức hoạt động trải nghiệm dã ngoại. Và cũng tại Hà Nội, liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy vào hôm qua ngày 2 tháng 11, chính quyền thành phố đã ra văn bản yêu cầu các quận, huyện và thị xã thực hiện các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng và chung cư mini. Trong đó, chủ đầu tư chủ sở hữu công trình bố trí đủ diện tích đỗ xe hai bánh, đảm bảo diện tích tối thiểu là 6m² chỗ đỗ xe cho mỗi căn hộ. Nếu không bảo đảm diện tích này thì phải gửi xe bên ngoài. Và đối với các căn nhà ở riêng lẻ nhiều tầng hay là chung cư mini, cần đảm bảo khoảng cách giữa các xe và có giải pháp ngăn cháy tại nơi để xe, khu để xe phải để ngăn với sảnh căn hộ, cầu thang bộ.
Khu sạc xe điện nếu có cần được bố trí riêng, không được sạc pin qua đêm, bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe, có thiết bị chữa cháy chuyên dụng. Với công trình đã sử dụng, Hà Nội đề nghị kiểm tra có phương án thoát nạn khi có sự cố, tháo bỏ, cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát, kiểm tra thang thoát hiểm, bổ sung lối thoát nạn. Cần quản lý việc cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo như quy định với công trình xây mới. Một thông tin tại Nghệ An. Vào hôm ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh này cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Thị Xoa, 38 tuổi, ở huyện Yên Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhà chức trách cho biết, bà Xoa làm nghề xem bói vào hồi tháng 5 do đầu tư chứng khoán thua lỗ, người phụ nữ này đã lên kế hoạch lừa tiền của người quen ở thị xã Thái Hòa. Khi thấy người phụ nữ và con trai gặp chuyện xui, biết người này rất tin vào chuyện tâm linh, bà Xoa đã đề nghị đặt tiền làm lễ đáo cúng, cắt vía âm, đổi vía dương để hóa giải. Tin lời, người phụ nữ 3 lần chuyển hơn 1,6 tỷ đồng, bà Xoa đã dùng số tiền này đầu tư chứng khoán, thua lỗ và không có khả năng hoàn trả. Việt Nam sắp có thêm đường bay thẳng đến Mông Cổ. Vào hôm ngày 2 tháng 11, Vietjet thông báo đã mở đường bay kết nối thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với tần suất là 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, mỗi chuyến bay chỉ mất hơn 5 giờ 30 phút, hành khách sẽ trải nghiệm các món ăn nóng, tươi ngon và nhận được bảo hiểm du lịch miễn phí Skycare. Đại diện của hãng cho biết, thời gian tới thì Vietjet sẽ mở rộng thêm nhiều điểm đến mới tới Úc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ và Kazakhstan. Và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi và đừng quên để lại bình luận phía dưới quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!